Hello, Hồng An chào mọi người. Và hôm nay Hồng An xin lên sóng chia sẻ anh em con quay S Thái đầu hơi nha anh em. Xe này đầu nồi chưa rớt nha. Áo tem zin theo xe quay S Thái đầu hơi 206 nha anh em ha. Cái dòng xe này vàng bạc lóc là zin nha. Xe full cặp mâm của Honda quay đập hộp nha anh em. Chiếc xe rất là đẹp ha, zin nguyên bản nha anh em coi kỹ nha. Xe này chiếc xe đi đúng 40.000 nha anh em. Con xe chức nha anh em ha. Bao tay zin vẫn còn nè, cùm còn nè. Một con xe tương đối là nguyên bản đó. Hôm nay Hồng An bán là gấp rẻ nhanh gọn lẹ luôn ha, đúng 21 triệu không bớt nha anh em. Áo tem zin theo xe rất là đẹp. Em coi nè, đồ nguyên bản theo xe hết nha. Tấm gài để trong bãi hôm nay lấy ra quay lại chia sẻ cho anh em luôn ha. À, chén cổ chưa mở đâu anh, con coi nè, ốc tán còn màu hết trơn nè, đó, nó hơi dơ nha. Xe về nhiều lắm bà con ơi, xe về rất là nhiều luôn ha. Tâm ra chia sẻ cho anh em mau lẹ ha, xem anh em nào có duyên. Áo tem zin theo xe nha, áo tem rất là đẹp nha, đúng quê Thái nha anh em ha. Xe này chủ xe là biển số thành phố 4 số 1 chủ nha. Đó, xe full mâm đập hộp nè, Honda anh em. Đó, mâm này không rẻ nha, 3 triệu mấy 4 triệu một cặp nha anh em. Là đắt cuộc còn nè, ở 206 nè, quét Thái đầu hơi ha. Không ăn bán đúng giá 21 triệu nha, không có bớt nha anh em ha. Ốc tán 7 màu số 10 hết nha anh em. Đó, mâm này mâm mới ha, vỏ cũng vỏ mới luôn nha anh em, vỏ không ruột luôn nha. Mâm của hãng Honda ha. Rồi anh em coi đầu bò nè, 7 màu. Đó, dây điện nhựa còn nguyên nè anh em. Xe này zin nguyên bản mà, Hồng An nói là zin nguyên bản nha anh em ha. Bình xăng quét Thái luôn nè. Đó, đầu hơi nè. Này lóc tán 7 màu đó, anh em về rửa là đẹp lắm nha anh em. Cổ bô còn xanh tươi luôn nè. Cổ bô zin nè, đòn trắng tinh nè. Đó, về là chịu khó về rửa nha anh em ha. Đó, đầu của nó nè, TH nha anh em, quét Thái đầu TH nha. Có phải HVN nha. Và xe này hai chìa khóa zin theo xe luôn nha anh em. Mà nổ máy luôn anh em. Quay cho nó nhanh gọn lẹ nha. Đó, xe nguyên bản ha, ốc số 10 hết, 7 màu con thấy không, bàn ươm mà. Đó, nó hơi dơ nha, về chịu khó rửa nha. Đó, xe này máy đặt chuẩn nha, nhúc ra là bye bye nha anh em ha, 7 màu. Đó, nó hơi dơ đó, con thấy không. Đó, tán cỡ đó đó, chiếc xe quá cọp luôn bà con, thấy không, ốc bàn ươm mà. Xe như vậy đó con, xe chuẩn nha, xe rất đẹp ha, 4 số 1 chủ nha, không có dán keo ha. Bô như cái kiếm ha, bô nè bà con coi nè, đúng của nó nha anh em, 2543 nha Thái nha anh em ha. Rất đẹp. Đèn Thái à. Áo như mới nha bà con ha. Xe này chủ xe lúc trước là họ đi họ dán keo nha anh em. Cặp te nè, ốc mà 7 màu luôn nè. Màu hết trơn con thấy không, xe nè chấm niên zin theo xe nè, chấm đứng cũng vậy nha bà con ha. Máy nổ không nghe tiếng nha. Quay Thái đầu hơi kiếm một con xe chất lượng nó khó lắm nha anh em, không có phải dễ kiếm đâu nha. Bảy màu hết trơn, vàng bạc rất là đẹp ha, không có dặm tốt nha anh em. 21 triệu anh em ơi, nhanh nha anh em ha. Số lượng có hạn nha. Xem anh em nè, kết duyên nha. Con này không ăn bán là kiếm một con như vậy khó lắm nha anh em ha. Không có phải dễ kiếm được một con xe chất lượng nha anh em. Đó, cúp mền của nó nè. 7 màu trơn nha anh em ha. Đó, số khung số máy đó bạn có thấy không? Quét Thái đó.
7 màu, mình sườn là 47 à. Quá đẹp, xe đẹp lắm anh em ơi, rất là đẹp luôn nè. Đồ hơi đó, mở đèn anh em nhìn cho nó sáng nè, trắng sáng nữa, nó hơi dơ nha anh em, về rửa bên trong nha, thấy không? Mà không có rửa bên trong đâu, nó dơ lắm đó, chịu khó về rửa lại, trắng sáng luôn. Quá đẹp thế này, quá đẹp luôn, không có dặm tuốt nha anh em ha, cục zin theo xe nha, có dằn bạc lóc zin nào đó, đắt cục còn nè, xe quá đẹp anh em ơi, xe này không mua, mua xe gì anh em, bạc lóc cạch te, nước sơn vàng áo, zin nguyên bản hết ha. Cuộc sau là thay cuộc của phiêu mộp nha anh em. Ủa, máy đang nổ luôn, thấy không? Không nghe tiếng luôn đó. Ấm hiểm ha. Rồi ok. Quay nhanh gọn lẹ thôi. Xe này nói chung là bảo hành máy 1 năm nha. Máy đặt chuẩn tới 95% nha anh em ha. Đầu nồi chưa rớt, máy nhích ra là bay bay anh em. Sáu nè, thấy không? Đó, nồi nó chả cọc cọc nó nghe không? Đó, nồi nè, vàng luôn mà, thấy không? Thảy màu hết trơn anh em thấy không? Tại xe nhiều quá anh em ơi, không ăn chia sẻ bớt ra nha. Xem anh em nào có duyên hôm nay nha, 21 triệu thôi. Đó, nguyên bản nè, không? Vậy cui. Đúng 40.000 không tua nha anh em ha, xe này đúng 40.000 nha anh em, bao tay zin còn chưa rút luôn nha, thấy không? Xe rất là đẹp luôn, cầm zin nè, nút chưa bay luôn nè, bao tay dày cui à, đó. Còn nguyên hết ha, à, rất là đẹp luôn rồi con, còn mang mở yên nha anh em, hai chìa khóa zin luôn nha, ổ khóa như mới đó, hai chìa khóa zin theo xe luôn con, đó. Ở đâu bà con kiếm chiếc xe giống giống vậy đâu, hiếm lắm nha. Ủa, dây yên còn luôn bà con ơi, ai lấy vậy nè, yên còn theo xe luôn nè, dây yên có bao nha. Đó, quá đẹp. Ừ, còn màu ở trơn con thấy không? Đó, còn xăng nè, trời ốc. Số 10 đúng của nó luôn nha, con chưa mở cản luôn đó, ốc số 10 thông nè, thấy không, thái là ốc số 10 nè, những đồ nguyên của nó hết á, chưa có dấu mở luôn, cái cản này chưa mở luôn nè, đó, nó hơi dơ nha, phùng xăng là còn trắng tinh, không có bị bung bị chóc nha anh em, phùng xăng nè, trời ơi quá đẹp, con xe chơi là hấp bài luôn ha. Xe này cặp cánh áo là không có chày bể nha, không ăn gỡ bộ áo ra rồi nha, áo là không có chày bể, tem vẫn còn nguyên á anh em ha. Anh em nhìn bộ áo đã biết rồi, dàn nhựa nhám nè, còn đem mung nè, không có chày bể luôn á, xe này chiếc xe rất là kỹ ha, tôi xe họ lên cặp mâm luôn mà, mâm mà dày cui luôn, mâm đó. Nè, Honda luôn nè, mắt xít, vỏ mắt xít nè, thấy không, không ruột nè, mâm như mới đó, này mâm mới ha, mâm là còn như mới luôn nhá, ở đó đâu con, ốc tán nè, bảy màu, ôi đẹp quá con ơi, xe chấm sơn vẫn còn luôn nè, thấy không, quá đỉnh, quá đẹp, đủ thắng còn 7 màu luôn. Ôi xe đẹp quá con ơi. Rồi ok, 21 triệu nha. Anh em nào nhanh nha anh em. Số điện thoại là 036 8888 383 và 0907957435 nha anh em. Bye bye.